ร้องอะไรกำลังกำลัง again hello teacher hello mà cô mở máy tính lên hơi bị chậm. Ok, hôm qua là mình học tới câu nào em nhỉ? Mới học đến câu 1 thôi cô ạ. Câu 1 thôi ạ. Cô nhớ là hôm qua mình qua được câu này rồi này, mình qua câu này này. Xuống là number 3. Tới câu 4 ạ. Rồi. Ok, vậy bây giờ em đọc câu 4 và trả lời câu 4 cho cô. Câu 4 là nói gì đây? What's the matter with you? What's the matter with you? Có nghĩa là bạn có vấn đề gì matter? Rồi vậy em chọn A, B or C? A. A. My leg hurts. Là tại vì cái chân của tôi bị đau. Dạ. Five. My teacher in hospital. In hospital. Quên âm S nè. Nhớ có âm S nữa nha. Hospital. Okay, so the answer is I don't know. I don't know. See, is she? I didn't know that. Đúng rồi. Is she? I didn't know that. Người ta là người nào hỏi đấy bạn, mình đúng kiểu là đang ngạc nhiên ấy. I didn't know that là tôi không hề biết có chuyện đó xảy ra luôn. See. She got a new baby. Okay, she's got a new baby. Em nhớ phát âm cho cô cái từ N này này. New, new. She's got a new baby. Alright, so. A, oh, has she? B, oh, is she? C, oh, was she? Vậy mình sẽ chọn đáp án nào cho hợp lý. Em có biết cái từ S viết tắt là cho cái từ gì không em? Cho cái trợ động từ gì? Cho, ok, sorry, cho cái động từ gì đó. Nếu như mà em nhìn ra được cái này thì em sẽ chọn câu dễ này. Từ có này này. Vậy theo em cái chữ she và đi phải S đó là she is hay là she has? Em thấy không? Cái này she's got a new baby. Vậy đáp án của em là câu nào? Đáp án của em là câu nào? C hả em? Dạ. C. C là đang nói về quá khứ. Cái này là she's got a new baby. Là quay có một đứa trẻ mới. Thì có nghĩa là nếu đứa trẻ mới đó thì đang xảy ra thôi. Mới xảy ra. Oh, has she? Or B, or is she? Và em biết tại vì sao mình không chọn C không? Đúng rồi, A, has she? Thì cái chỗ S này nó viết tắt cho từ has. Vậy sau has thì mình sẽ có cái động từ này, động từ get. Và nhưng mình sẽ chia nó thành got. Oh, và hôm bữa cô nói là em ghi ra những cái mà em thắc mắc đó kìa. Em ghi chưa? Em đang ghi. Và em nghĩ em ghi xong rồi nào, em ghi xong thì em nói cô rồi xong mình làm một cái rồi giải, cô sẽ giải đáp thắc mắc cho em thử xong rồi em có kiểu mà thông hơn á cho mình dễ. Ok, part 4, read the story, choose the word from the box. And then next to number 1 to 6, write the correct word. There's one example. Ok, let's look at the vocabularies. Rồi em nhìn qua cái từ vựng trước. Thì ở trong này mình có từ vựng gì? Từ vựng đầu tiên. Birthday. Right. Dream. Drill, drill là hoạt động gì đó em? Cái động từ gì đó? Là quá khứ của tứ. Quá khứ của tứ. Đúng rồi. Parents sẽ biết rồi. Hit. Hit là quá khứ của từ hide là trốn á, phải quá khứ là hit. Idea là nghĩ ạ. Ý tưởng. Idea là ý tưởng. Nó khác với từ think. Từ think là em nghĩ nhưng ở đây là ý tưởng.
Rồi, drove. Lái. Lái, phải quá khứ của từ gì em nhỉ? Drove. Drive. Vậy nó là quá khứ của từ drive. Rồi, hai từ này thì mình chắc là biết rồi nhỉ? Okay, now let's move to the example and pick the right words. Rồi bây giờ em đọc cái này và xong em điền vào cho cô những cái từ mà nó phù hợp với cái khoảng trống. Em đọc đi, em đọc lên, đọc to lên cho cô nghe với. On my last birthday, I went to animal was a kind of zoo. I don't always like zoos because sometimes three animals aren't happy there. But animal was a different. There are big green pine for the gì đấy. Nếu như cái vế đầu này ngang khúc ngang cái đoạn này mà em không hiểu được thì mình sẽ làm thế nào? Mình phải đọc lui cái vế sau nữa. We'd love to jump and eat grass. Vậy đây có một cái gì đây? There are big green fields for the gì đây em? Jump and eat grass. Hiểu được không? Kangaroo, đúng rồi. Thì mỗi lần mà cái vế đầu tiên nó không cho mình cái lời giải và mình không văn văn không biết điền cái nào thì mình sẽ đọc tiếp vế cái sau, vế sau. Các cái vận động á. Ok. Next. The. Em đọc tiếp đi. Wish love to jump and eat grass. We just jump and eat grass. Sao vậy em? Đợi em một tẹo. Ok. I'm sitting at the tea. I'm sitting at a tea shop. For you later. Alright. Em đọc tiếp cái đoạn tiếp theo đi. We love to jump and eat grass. The hippo have a. Have a. The hippo have gì đây? Rồi vậy khi mình nghe được hippo là con gì em? Con hà mã. Đúng rồi, vậy con hà mã thì have a gì đây? To swim. Vậy như thế này đã đủ cho mình hiểu là mình cần phải điền từ gì chưa? À, mã thì nó sống ở đâu? Hit. À, lake. Lake. Yeah, thì có hà mã. The hippo have a lake to swim in. Okay. Go on. Go on, là tiếp tục. Okay, let's do next one. To swim and there are lots of trees for the hit. For the to fly in. Anh nhớ không? To fly in có gì đây? Để mà làm gì? Để mà bay. Đúng rồi, vậy con gì có thể bay được? There's a lot of trees. Đúng rồi, there's a lot of trees for the pirates to fly in. Rồi, tiếp tục. There's a small farm with rabbit and chicken. For the children to. Thì mãn hơi bị yếu và nó cũng phải xuống quán cả chân. Để đầu tuần không có mắc được wifi. Ok.
where are you in? There are house to horses. Houses to ride. Okay, there's houses for the children to ride. All right. In that part of animal world, to children can learn a lot about the food that the animals like and the place they like to live in. The in my uncle. Rồi để cô ngưng cho em cái đoạn này để tí nữa em giúp mà chọn từ này. Em thấy dấu chấm ở đây không? Đúng rồi, dấu chấm thì mình bắt đầu câu mới rồi này. Để em hỏi vân vân này. Places they like to live in. Rồi bây giờ mình xuống dưới này là qua câu mới để không bị vân vân. Em tiếp tục đi. My uncle thì sao em? Drove. Đúng rồi, my uncle, me and my sister there in his car. Rồi tiếp tục. When I mean and my sister there. When I got home, I a picture of a tiger. I love it. Vậy là họ got home thì tôi làm gì? Em thấy đây là từ picture không? Picture. Picture là ảnh. Cái ảnh của cái gì đây? Của con tiger. Vậy em nghĩ là mình điền trừ cái từ gì giống phù hợp ở trong này? Đúng rồi, drew. Rồi ở đây thì người ta làm bị sai này. Họ làm bị ngược này. Drew là xuống dưới number 6. Draw là number 5. Thì mình đọc mình cũng hiểu ngữ cảnh. Rồi, để cô nói là những cái từ mà em cần phải sửa. Từ mà em đọc chưa đúng này. Đó là từ feels. Một từ. Cái từ này là từ world. World. Đúng là world. And this one, places. Places. Ok, uncle thì em biết rồi nè. Ok. Rồi em ghi những cái từ mới này xuống cho cô với từ green fields. Là cái cánh đồng màu xanh đó, là big green fields. Cánh đồng màu xanh. Cánh đồng màu xanh có nghĩa là gốc cây, gốc cỏ. Animal world. Là thế giới động vật. Animal world. Places. Places từ đó mình cũng gặp nhiều rồi ha. Ok. Rồi em ghi xong chưa? Những từ nào em chưa biết thì em ghi xuống cho cô với. Em ghi xong rồi. Right. Now choose the best name for the story. Pick one box. A picnic in the countryside. My picture of the zoo. A day at Animal World. Tên gì thì nó sẽ phù hợp cho cái câu chuyện hồi nãy mình mới đọc em. A day at Animal World. Đúng rồi. Okay, part 5 thì sẽ có gì đây? Look at the pictures and read the story. Write words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, or 3 words. My rainbow monster. Rainbow? Rainbow là em biết cái gì đây không? Rainbow, which is a thing appear after rain, after raining. Rainbow là một cái thứ mà xuất hiện sau khi trời mưa xong. Cầu vồng. Đúng rồi, cầu vồng. Thì cái con monster cầu vồng của tôi. Ngán hơi. Okay. Now bây giờ em hãy read the story and then answer the question. My landlord, I have a friend who's Who caught rainbow monster. He waits for me in the cupboard. When it rains, I open the cupboard and he is
He's a big and happy monster who is all the colors of the rainbow. I laugh at him and jump on his back. He says, "Where do you want to go today, Tom?" And I always say, "You choose." Choose. Rồi, cô đọc lại một lần nghe em nha. My name is Tom and I have a friend who's called Rainbow Monster. He waits for me in the cupboard when it rains. I open the cupboard and there he is. He's a big happy monster who is all the colors of the rainbow. I laugh at him and jump on his back. He says, "Where do you want to go today, Tom?" And I always say, "You choose." Rồi có những cái từ mà em phải đọc sửa lại là từ wait. Wait là wait là gì em nhỉ? For example, I wait for you for 5 minutes. Là khi mà em đi tới mà em làm gì đây? Em tới nhà bạn rồi xong rồi bạn em chưa có đi liền thì em phải làm em trong thời gian đó em phải làm gì? Chờ. Đúng rồi, chờ. Wait. He waits for me. Wait for me là chờ cho chờ tôi á, in the cupboard. In the cupboard là cái tủ, chờ trong cái tủ này này. When it rains. Rồi còn cái từ mới đó từ at. Cái từ at này thì em không cần đọc mạnh, mình đọc là at. Hoặc là mình đọc lướt at. I love him. I jump on his back. Back là cái bộ phận nào đây em nhỉ? Back là ở đâu? Jump on his back. Trở lại. Trở back là đúng là trở lại, nhưng mà ở trong này nó có một nghĩa nữa. Tại vì tiếng Anh không phải là một từ chỉ cho ra một nghĩa, rất là nhiều nghĩa. Thì ở trong này em hiểu là nghĩa gì? I jump, tôi nhảy ở đâu? On his back. Tôi nhảy ở trên cái gì của anh ấy? Trên cái con monster. No. I love it him and jump on his back là nhảy sau lưng. Nhớ cái bài hôm bữa mình học về body không? Body là back, là đó là lưng. Okay, he say, "Where do you want to go? You choose." Là choose này là chọn. Bên con monster hỏi là bạn muốn đi đâu hôm nay? Nó thì bên này nói thôi, khi nào cũng nói là bạn chọn. Okay, examples. Rainbow monster is Tom's friend. Tom finds his friend in the cupboard when it rains. All right. Rồi bây giờ em trả lời những cái câu hỏi cho cô nè. Number one, the monster is. Vậy còn nhớ cách thức để mình trả lời cho nhanh không? Ở đây nè, rainbow. Yeah. Call rainbow monster. Có rồi phải không? Đây, he's waiting me in the cupboard when it rains. Đó. Và ở đây đều có rồi nè. Đó là cách để mà em trả lời nhanh. Vậy monster is and the colors of the rainbow. The monster thì như thế nào? Big and happy. Big and happy. Is big and happy. Đúng rồi. Thì đó thì như cứ vậy mình cứ trả lời theo thứ tự. Thì tạm thời là những cái thế này nó sẽ theo thứ tự thì cho em dễ trả lời nè. Two. The monster carries Tom on his The monster làm gì em? Và mình sẽ tiếp tục nè. The color of rainbow cũng có rồi, xuất hiện ở con một rồi. Okay, I laugh at him and he jump on his carry là giống kiểu carry thì cũng là sách mang và con. Em nếu như trong trường hợp này thì cộng thêm một nghĩa nữa. Carry Tom on his gì đây? The monster carry Tom on his back. Là cõng monster, cõng Tom ở sau lưng á. Đó hay nó là cái này gọi là đảo thì họ dùng từ tương tự đây. On his back. The monster thì làm gì? Carry Tom on his back. Nhưng mà ở trên này là jump on his back. Alright.
Rồi, em đọc tiếp cái đoạn như thế này và trả lời cho cô những câu phía dưới. Last week you I flew to a beautiful island. A beautiful island. The weather was hot and sunny. We went swimming with pink dolphins. We ate moon food. And in the evening, we danced on the beach under the stars. Then we went home because I was tired and hungry. Here, Rainbow Monster sighed when I went to bed. Take this box. I found it on the island. Don't open it now. Open it in the morning. Open it in the morning. Bây giờ cô đọc lại một lần và em sẽ đọc theo những cái câu mà cô đọc nha. Last week, we flew to a beautiful island. Last week, we flew to a beautiful island. Đúng rồi, bây giờ mình nghĩ. The weather was hot and sunny. The weather was hot and sunny. We went swimming with pink dolphins. We went swimming with pink dolphins. We ate moon fruit. We ate moon food. And in the evening, we danced on the beach under the stars. And in the evening, we danced on the beach under the stars. Then we went home because I was tired and hungry. Then we went home because I was tired and hungry. Here, Rainbow Monster said. Cái này là said. Giống như từ sad mà buồn á em, tại vì trong này là quá khứ mà đây em y này, không biết mình cháu á, là đọc là sad. Rainbow Monster said, when I went to bed. When I went to bed. Take this box. Take this box. I found it on the island. I found it on the island. Don't open it now. Open it in. Don't open it now. Open it in the morning. Okay, rồi bây giờ answer number 3. Tom and his monster friend to. Ở đây mình sẽ thiếu một cái động từ. Tom and his friend đi đâu em? Tom and his friend monster, his monster's friend to the island. Vậy trong này mình thấy island không? Đây, beautiful island. Ở trong câu này mình còn thiếu một cái động từ. Thì đi bằng phương tiện gì để mà tới đảo đó vậy em? Em thấy không? Đi bằng phương tiện gì? Ở đây thì sẽ không có phương tiện ở trong này. Đúng không? Flew là quá khứ của từ fly. Flew thì chắc là bằng máy bay hoặc là con monster này dẫn bạn Tom nó đi. Number 4. They swam in the sea there with some. We went swimming with pink dolphins. Vậy ở câu này có giống không? They swam in the sea there with some. Nhớ đường trên. Some gì đây? Dolphins. Ok, em thấy ở đây không? Từ swam. Swam là quá khứ của từ swim. Swim. Ok. Nó là quá khứ từ swim. Đó. Thì nó cũng là một nghĩa cùng nghĩa thôi, nhưng mà người ta thay đổi cách viết. By that, they dance on the sand.
That thì đây. That the dance of the sand. Vậy mình phải nhìn vế tiếp theo thôi. In the okay, dolphin pink dolphins đã okay rồi nha. We ate moon fruit and in the evening we danced on the beach under the stars. Vậy that, that này là chỉ gì đây? Evening. That. Rồi, that evening. Giống kiểu mà buổi tối hôm đó chúng tôi nhảy ở trên cát, ở trên này nó sẽ làm em vân vân. Này tại vì ở đây là island. Nhưng mà ở đây người ta lại chỉ ở trên cát thì mình có thể nghĩ được chưa? Là nhảy ở trên cát. Okay, number six. Tom như thế nào? Tired and hungry. Hungry, từ đó mình đọc là hungry. Em biết tại sao mình đọc là hungry? Và cái chữ g mình lại nuốt gật 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 hungry. Tại vì cái chữ g ấy mình nuốt nó trong cổ thì nó sẽ ra được âm đó hungry. Okay, then Tom was tired and hungry. And they went home. Number seven. Before Tom went to sleep, the monster gave him a Before Tom went to sleep. Rồi mình lại tiếp tục đi theo cái mình trả lời theo thứ tự mà. Tired and hungry là đã. Rồi mình đặt điều nào here rainbow monster said. When I went to bed. Vậy cái khi mà cái cậu bé này đi chuẩn bị đi ngủ thì monster nói gì? This box. Take this box. Em điền vào cái gì đây? The monster gave him a box. Đúng rồi, a box. Không phải a box. Tại vì ở đây nó có cái mạo từ này em, mạo từ đây thì mình sẽ biết được là bao nhiêu cái box. Thì ở đây chỉ có một thì mình dễ nhận biết là từ mình cần phải điền vào đó là danh từ. Đây là mạo từ. Alright. Rồi. Okay, 8 to 10 in the morning. Okay, repeat after me. Repeat after me có nghĩa là khi cô đọc xong em sẽ đọc theo cô nha. In the morning. In the morning. I thought about my rainbow monster and the box. Talk about my rainbow monster and the box. It was under my bed. I was under my bed. I looked inside and found a moonfruit tree. I looked inside and found a moonfruit tree. Moonfruit tree. It was a very small one. It was a very small tree. I carried it carefully outside and put it in my garden. I carry it carefully outside and put it in my garden. When I'm sad, I always look at the moon fruit tree and then stop smiling again. I always look at the moon fruit tree and then start smiling again. Okay, vậy. Ở đây là mình đang sử dụng cái loại thì gì em nhỉ? Cái bài của mình thì quá khứ, vậy từ thought này là quá khứ của từ thought là quá khứ của từ gì em? Thought là quá khứ từ gì? Thought là quá khứ của từ think. Đúng rồi, thì vậy tạm thời bây giờ tại vì mình đã học em phải nhớ hiện tại và quá khứ thì em chỉ cần nhớ cho cô trong cái cuộc mà động từ bất quy tắc mình chỉ nhớ là nhớ cái gì, nhớ là cái hiện tại là quá khứ. Còn cái cuộc thứ ba thì mình cứ để đó, không cần nhớ hết. Rồi, còn cái từ gì, cái phần này này. Phần mẹ cô đọc là cô không đọc phát ra mà cô đọc là look inside là cô đổi từ này qua đây là look inside.
Okay, I found moon. Có từ nào em chưa biết không? Có những từ nào mới không em? À, không ạ. Alright. Okay, number 8, the box were under Tom's. Tuấn ơi, the box ở đâu em? The box was under Tom's. In the morning. Okay, bây giờ mình đọc về là thế này nha. Và xong, em nhìn lại cái phần này đi. The box was under store. Rainbow monster. Em thấy ở đây không? It was under my bed. Vậy my bed này là thay thế cho Tom. The box was under Tom's. Yeah, ở trong này là một cái bài mà bài của Tom. Tom là người nói. Nhưng mà ở đây cái này thì mình có thể là thay đổi này. Tom là người viết ra. Nhưng bây giờ giả sử mình có thể thay đổi là thay vì nói under my bed, người ta muốn mình linh hoạt á, trong cái chọn cái đáp án á. Thì cái boss ở đâu? My bed. Rồi, thì mình đổi chữ my thành home. Thế, home. Tại vì em hiểu không? Tom là người đã viết ra cái này thì Tom sẽ dùng my. Nếu như em viết một cửa thì cửa thì em sẽ nói là của tôi. My thì mình sẽ dùng my. Nhưng mà khi dùng kiểu má ra câu hỏi, khi mà sử dụng câu hỏi thì mình có thể đổi lại là Tom. Mình dùng tên, mình dùng he hoặc là his. Thì tùy vào cái ngữ cảnh để mình dùng á. Alright. Number 9. Inside the box was a... Tuấn ơi. Dạ. Inside the box was a gì đây? Was a foul. Foul là nghĩa là động từ gì? Quá khứ của từ gì? Foul là quá khứ từ gì? Không nhớ được là chép phạt nha. Cái từ này nó khá chứ là sử dụng nhiều á. Foul là quá khứ từ. Foul là quá khứ của từ. Quá khứ của từ gì đây? Là quá khứ của từ find là tìm kiếm á. Found đó là quá khứ của từ này thì là I look inside and. Vậy cái khi mà mình sử dụng em thấy mà and này thì mình biết chắc chắn found là động từ. Tại vì sao? Tại vì and là sẽ cân hai động từ với nhau, em thấy không? I look hoặc là and found. Đó có nghĩa là sau and à, mình phải sử dụng cái động từ giống với lại cái vế trước. Rồi I look and found inside a gì? Inside the box were a more. Inside the box thì có cái gì em? Moon là mặt trăng, cái cây mà hình mặt trăng á. Okay, number 10. Tom goes to look at the tree when he's and then he's happy again. Tom làm gì? Vậy mình đã tới đâu khi mà mình có hỏi mình trả lời look inside and found a moon for tree. Rồi cái này là it was very small one, là cái này là người ta mô tả về cây đó. Thì Tom làm gì? I carried carefully outside put in my garden. Tôi như thế nào? Tôi mang nó ra một cách cẩn thận mang bên ngoài á và put inside my garden. Bỏ vào my garden. Rồi vậy when I look at the moon for tree and then start smiling again. Rồi em thấy cái bé này giống không? Then start smiling. Ở đây là ghi là he is happy again. Start smiling again. Ý là cô nói là hai cái bé này là nó giống nhau này. Thì người ta chỉ đổi cách viết thôi nhưng mà nghĩa thì cũng giống nhau.
Vậy cái này em điền vào từ gì cho hợp lý? Tom does look at the tree when he's... Thì anh ấy nhìn vào cái cây đó khi mà anh ấy như thế nào? Khi mà như thế nào anh ấy nhìn vào cái cây? Then sau đó thì cười, bắt đầu cười lại. Thì khi mà anh ấy như thế nào, anh ấy cần phải nhìn vào cái cây em? I look at the moon through the tree and... Đấy không? Em nhìn lại cái vế đầu tiên, em nhìn lại cái vế trước cái vế mà I always look at the moon through the tree. And then start. À, đúng rồi, thì when I'm sad, okay. Tom goes to look at the tree when he's sad or unhappy. Thì nghĩa nó giống nhau. Mà có cái thứ này nữa này. Mà có những từ này nó không hay sử dụng được. Upset. Upset là... Em có hay thấy cái từ upset này không? Upset là buồn, cũng là buồn luôn á. Upset. Alright. Or bad. Các bạn này sẽ thế. Part 6. Read the test and choose the correct answer. Example. Ở đây thì mình sẽ có bao nhiêu? 5 cái đáp án và một đáp án thì sẽ có 3 câu trả lời để cho mình chọn. Rồi, bắt đầu tiên. Giờ cô sẽ đọc cái phần ví dụ trước rồi xong rồi em sẽ hoàn thành những cái phần còn lại này. Many different kinds of bats live in the jungle. Most of them eat fruit or fish. Rồi, bây giờ đến lượt em. Often bats why in the day they sleep. Okay, vậy em chọn why. Yeah. Why? Oh, okay. Do not often see bats. Or in the day they sleep. Okay. Why? Because in the day they sleep. Bởi vì buổi ngày thì họ những con dơi làm gì em? Không ngủ ạ. Đúng rồi, thì why là tại sao? Thì nó để vào đây nó không hợp lý rồi ha. On phải on. Ok, number 2. Em đọc tiếp cái vế. Like us like to fin. To fight. Fight. Put. Fight. Mình chọn này. Hay là này. Hay là này. There. 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 There này hay là there này em? Nhớ là hai từ này mình đọc giống nhau không? Vậy chọn the đầu. The là của chúng nó, đúng rồi. Đấy, they always fly at night to find their food, là thức ăn của chúng nó. Many people think that bats cannot. Many people thì nghĩ như thế nào? Người thì nghĩ many people think nghĩ là dơi thì như thế nào em? Đây mình có ba cái từ này watch. Đây mình có ba cái từ này nó khá rất là dễ nhầm lẫn. Look và giống như kiểu khi mà when I look at you, khi mà cô nhìn vào em. Còn watch là mình watch một cái gì đó nó đang chuyển động này. Nếu kiểu một watch television, watch movie, to look. Ok, vậy khi nào thì mình nếu có học bài này thì cô giải thích. Mình sẽ chọn to see là nhìn thấy. Thì nhiều người họ nghĩ thế nào? Many people think that bats cannot see. Nhiều người họ nghĩ là dơi thì không nhìn được. Không nhìn được. But fruit bats have very good eyes. Vậy những cái con gì đây? Những con dơi gì em? Những con dơi có mắt rất tốt. Đúng rồi, vậy con dơi gì? Con dơi cái cây này này. Những con dơi mà ăn cái cây này á, giống như cái loại dơi trong này á. They can find food on trees at night. Chúng nó có thể làm gì? Có thể tìm trái cây
trái cây vào buổi tối. Con dơi trái cây này á thì như thế nào? Fruit bats only have one baby. The mother carries rồi để mình làm được the mother là đang nói về bà mẹ này thì chắc chắn là sẽ loại bỏ they rồi. Từ khi mà ở mothers này có s, he cũng không chọn tại vì đang nói tới mẹ mà thì chỉ có mẹ mới mang thai được thôi chứ còn nếu như là bố thì đâu có mang thai được. Carries her baby for 8 weeks, then it learns to fly. Đó là khi mình nhìn điểm mình dễ chọn cái đáp án. Ok. Rồi vậy lượt qua những cái từ mà những cái từ mới này. Có cái từ nào từ mới không em? Có những từ nào em chưa biết không? Ok, vậy em đọc lượt lại một bài này cho cô. Nếu như em đọc đúng thì cô biết là em đã biết hết những từ trong này rồi. Nếu như chưa thì mình sẽ những cái từ mà em đọc chưa được mình sẽ viết xuống. Many different plants in the jungle. Most of them is fruit of fish. Office, you do not often see bats because in the day they sleep. They always lie asleep to find their food. Many people think that bats cannot see, but fruit bats have very good eyes. They can find food on trees. As the fruit bats only have one baby, the mother carries her baby for 8 weeks, and then it learns to fly. Then it learns to fly. Rồi bây giờ em dịch luôn cái phần này cho cô nha. Many different kinds of bats live in the jungle. Thì như thế nào? Nhiều cái con dơi, nhiều cái loại dơi, khai là loại. Thì nhiều cái loại dơi khác nhau sống ở đâu? Sống ở đâu đây em? Jungle là sống ở đâu? Jungle, there's a lot of trees. Cái nơi nào có nhiều cây cối? Ở trong rừng. Đúng rồi, ở trong rừng thì nhiều cái loại dơi khác nhau sống ở rừng. Most of them eat fruit or fruit. Hầu hết chúng nó đều ăn gì em? Ăn trái cây hoặc là cá. Đúng rồi. You do not often see bats because in the day they sleep. Rồi câu này mình định sao? You là bạn, do not, à. Bạn không có thấy dơi, often là thường xuyên. Vì như nào? Bởi vì họ thường, bởi vì nó thường ngủ buổi sáng. Ban ngày, đây thì mình sử dụng là ban ngày đi, nói thuộc là ban ngày. Ok, because in a day they sleep, bởi vì buổi ngày chúng nó ngủ. They always fly at night to find their food. Chúng thường bay để đi tìm thức ăn. Đó thì kiểu mà em nhìn sao trong xuông mà mình có thể hiểu được là they always fly at night, thì chúng nó luôn luôn bay vào buổi tối để tìm thức ăn. Many people think that bats cannot see. Nhiều người nghĩ dơi không thể nhìn. Đúng rồi. Những cái con dơi là với loại dơi mà ăn trái cây này á, fruit bats have very good eyes. Là cái con mắt của con dơi này thế nào em? Rất tốt. Rất tốt. Alright, fruit. They can find fruit on trees at night. Chúng có thể ăn trái cây ở trên cây. Rồi, cái từ này là sai nè. Find.
giả sử khi mà em cất đồ một nơi nào đó nhưng mà em không có thấy thì em sẽ làm gì? Em có thể tìm thấy rồi cái buổi tối ạ. Rồi fruit has fruit best only have rơi chúng có thường có chỉ một... có only là chỉ có một con. Em bé là một con em bé. The monster carries her baby for 8 weeks. Ok sorry tự nhiên cô nói từ monster thì bà mẹ làm gì? Bà mẹ mang cái em bé này cái trong con vòng là 8 tuần. Then it learned to fly và sau đó nó học cách để mà bay. Đúng rồi. Ok vậy thì bài học của mình kết thúc bây giờ bài học của mình kết thúc nha. Rồi tối mình học tiếp vào lúc 8 giờ. Tại vì cứ một lần 4 unit là em phải qua 4 unit làm bài, nghe, nói, đọc và viết. Ok, thì đến thế này mình mới nhớ một cái từ vựng. Rồi nhớ ghi lại những cái thứ mà em thắc mắc nha. Vâng ạ. Ghi lại thắc mắc để cho xong cô, để mà cô biết xong rồi cô còn giải thích cho em khi mà em có tinh thần học bài á. Ok. Okay, goodbye. See you in the evening. Goodbye, teacher.